Hello, xin chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt cái ví Antech trên điện thoại smartphone. Và mọi thông tin về Antech ở đây tôi sẽ không đưa ra. Quý vị muốn tìm hiểu thì quý vị có thể tham khảo trên các trang mạng xã hội. Rồi, quý vị có thể vào CH Play hoặc App Store. Và ở đây tôi chọn tìm kiếm. Ở ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là Antech. Rồi, quý vị chọn đến cái Antech Blockchain Wallet. Quý vị để ý đúng cái biểu tượng Antech. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào cái biểu tượng để tải về. Ok, quý vị hãy chờ trong giây lát. Thì đây là một cái ví Antech không lưu ký. Quý vị tự quản lý private key cũng như quản lý các đồng coin, các token của quý vị. Và Antech là một cái ví hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới blockchain. Ok, bây giờ tôi sẽ mở lên. Khi đã tải xong rồi, chọn mở. Quý vị hãy chọn vào Start để bắt đầu. Ở đây, quý vị tạo một cái ví mới. Quý vị hãy chọn vào Credit Early Wallet. Cái ô màu xanh. Ok chưa? Và hiện tại cái phiên bản này mới đang là bản beta thôi. Có thể sau một thời gian nữa, đội ngũ phát triển bên Antech họ sẽ còn cập nhật cái ví này. Có thể nó sẽ có một cái màu sắc hoặc là giao diện hơi khác một chút. Ok, bây giờ chọn một cái tạo một cái ví mới. Bước đầu tiên là quý vị hãy đặt mật khẩu cho cái app. Đặt mật khẩu cho cái app trên điện thoại của quý vị. Ok chưa? Rồi, cái ô thứ hai, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị có thể kích hoạt cái đăng nhập bằng vân tay lên. Quý vị chọn vào, tích vào cái ô I understand. Rồi, quý vị chọn vào Credit Password. Rồi, quý vị xác nhận bằng vân tay. Quý vị chọn vào Start để bắt đầu. Chọn Start tiếp. Xác nhận bằng vân tay một lần nữa. Ok. Thì quý vị lưu ý này. Đây là cái dãy ký tự 12 ký tự mà quý vị sẽ phải lưu lại. Ok chưa? Rồi, ở đây mình sẽ chọn View để lưu cái 12 ký tự này lại. Quý vị lưu ý là quý vị tuyệt đối không để lộ cái 12 cái ký tự này. Rồi, sau khi quý vị lưu lại, quý vị chọn vào Continue. Và ở bước này, quý vị hãy xác nhận cái dãy thứ tự của những ký tự mà quý vị vừa lưu. Số 1 này, số 2, số 3,
Số 3 không có thì qua số 4. Số 4. Số 5. Số 6. Số 6 bỏ qua. Số 7. Số 7. Số 8. À đây, số 3 đây. Số 6 này. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Số 11. Và số 12. Ok. Quý vị nhập chính xác thứ tự thì nó sẽ có cái thông báo màu xanh bên dưới. Rồi quý vị chọn vào complete backup đi. Chọn vào đăng. Chọn vào I agree. Ok. Vậy là đã xong cái phần cài đặt cái ví. Thì ở đây mặc định của nó là cái mạng lưới RC20 đó. Thì quý vị vào cái Ethereum Mainnet Network, nó sẽ ra tất cả các danh sách mà mạng lưới ví Antech đang hỗ trợ. Hoặc là quý vị cũng có thể add thêm vào khi nó chưa có trong cái danh sách này. Thì quý vị sử dụng cái ví này, nó cũng tương tự như quý vị sử dụng cái ví MetaMask đó. Phần browser là cái trình duyệt để app đó. Phần setting đây là để cài đặt. Quý vị có thể thay đổi mật khẩu, thay đổi giao diện. Rồi trở lại cái wallet, quý vị có thể thêm các token khi nó chưa có ở trên cái ví chính này. Quý vị muốn thêm các token mà nó chưa có trong cái danh sách ở đây thì quý vị hãy lấy cái smart contract đó và quý vị chọn vào cái custom token. Quý vị hãy dán vào cái ô token address. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào add token. Quý vị đã từng sử dụng cái ví MetaMask thì nó cũng tương tự và quý vị làm thao tác y như vậy. Rồi, còn cái resize là để lấy địa chỉ để nhận này. Đó. Nó sẽ ra cái mã QR code hoặc quý vị cũng có thể copy. Rồi, để gửi thì quý vị chọn vào send. Đó. Quý vị chỉ việc chọn nhập cái địa chỉ ví nhận vào đây. Và tất nhiên, quý vị sử dụng cái mạng lưới nào thì quý vị phải có coin của cái mạng lưới đó để làm phí mạng. Ví dụ quý vị sử dụng cái mạng lưới ETH thì quý vị phải có ETH. Quý vị sử dụng cái mạng lưới BEP20 thì quý vị phải có BLB để làm phí. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký, nhấn like,
chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.